Chào mọi người, tôi năm nay 30 tuổi. Hiện tại tôi đang từng ngày theo đuổi đam mê của mình. Tôi rất khát khao với cái nghề mình đã lựa chọn. Và đương nhiên, tôi phải gặp nhiều khó khăn và thử thách. Trong suốt quá trình vượt qua những thử thách đó, đôi khi vô tình tôi bỏ lại sau lưng những giá trị đáng lẽ được trân trọng. Đó là gia đình. Với tôi, gia đình không chỉ là một điều quan trọng, mà phải gọi là tất cả. Bởi đó là nơi chúng ta có thể chia sẻ bất cứ điều gì, có thể nói chuyện với họ, cười với họ, khóc với họ. Nhưng với cuộc sống của tôi, với tính cách hướng nội của mình, thì thực sự là không có nhiều cơ hội để tôi bày tỏ với người nhà mình về những điều mà tôi trăn trở. Thì ngày hôm nay, tôi nghĩ đó là cơ hội tốt nhất với tôi. Ta vừa nghe một cái tâm trạng của một chàng trai, phải nói là đầy cảm xúc luôn. Tôi Nha có thể chia sẻ một chút cái đoạn vừa nghe về tâm trạng của anh chàng trai này được không? Thứ nhất là về cái giọng của bạn đó thì làm cho chúng ta đủ tin là bạn đó thực sự là có rất nhiều điều chất chứa. Nhưng mà thú thật, trước tiên tại thời điểm này thì em chưa thấy được đó là một cái câu chuyện mang tính cá biệt. Bởi vì cái sự vướng mắc giữa cái câu chuyện là mình theo đuổi đam mê, và rồi trên cái con đường theo đuổi đam mê đó mình không đủ sức lực để mình bỏ qua những cái giá trị quan trọng khác, ví dụ như gia đình hoặc là tình yêu. Đôi khi là chúng ta vì theo đuổi đam mê nào đó, chúng ta hy sinh những cảm xúc về sự kết nối của gia đình, quên đi những cảm xúc cha mẹ. Có thể đây là một tâm trạng đó. Nói thẳng nhá, tôi có cảm giác là cái tâm trạng bi kịch của anh ấy không chính đáng. Tôi mong là sẽ gặp thẳng anh ấy nói chuyện, chứ giờ nghe qua những cái này mà phán xét thì cũng hơi nặng. Nhưng mà tại sao lại quyết định nói câu là không chính đáng? Không chính đáng chứ, bởi vì thế này này, nếu mà cứ hơi một tí mà chúng ta buồn á, mà buồn mà những cái mà nó phổ biến như vậy thì cái xã hội này nó sẽ không có sức sống nữa. Nó thật lòng là như thế.